Xin chào các bạn nhé. Hôm nay trời rất là nắng nên Mạnh Phát đang có thời gian để ngồi trong nhà để giới thiệu các bạn những mẫu xe mà Mạnh Phát đang bán rất là chạy nhé. Đặc biệt là dòng xe mới, bởi vì là mùa vụ đến rồi, học sinh đang vào bắt đầu thi xong kỳ thi tốt nghiệp đúng không? Các bạn lớp 5 thì vào lớp 6 này, các em lớp 9 thì bắt đầu vào lớp 10. Thì cái mẫu xe mà Mạnh Phát đang bán chạy nhất là một trong những mẫu xe bán chạy nhất là mẫu xe hai mắt của Mạnh Phát, đó là mẫu 133. Thì hôm nay Mạnh Phát sẽ mang giới thiệu các bạn này. Con này là một bản hoàn chỉnh, tức là khi đến tay khách hàng thì nó sẽ ở tình trạng như này nha mọi người nhé, và kèm thêm một cái sạc nữa. Đây là phiên bản hai mắt, một trong những mẫu bán cực kỳ chạy, có giá là 7,2 triệu. Tại vì sao nó là sản phẩm bán chạy? Bởi vì so với tất cả các mẫu trên thị trường thì sản phẩm này đang được toàn bộ là dùng đồ hàng chất lượng. Mạnh Phát đã có video để so sánh hàng cao cấp và hàng giá rẻ, hàng lô trên thị trường mọi người nhé. Từ nhựa như thế nào là nhựa ABS này, tay xách là tay xách nhôm này, tay ga, tất cả mọi thứ đều là hàng cao cấp nhé mọi người nhé. Thì đây chính là một trong những mẫu xe bán chạy. Mà cái tiếp theo là cái mẫu hai mắt này. Tại vì sao mà nó lại được nhiều người ưa chuộng đến vậy? Bởi vì thứ nhất là cái đèn nó cực kỳ sáng nha mọi người nhé. Cái đèn nó sáng như vậy thì đối với các em học sinh mà đi học về buổi tối, đặc biệt đi học thêm, thời đại này thì đi học thêm cực kỳ nhiều. Và đặc biệt là các bạn công nhân nữa, các bạn công nhân đi làm về tăng ca thì cái đèn nó sáng này thì nó rất là an toàn, đúng không? Rất là an toàn. Đặc biệt là những vùng quê mà chưa có cả đèn đường thì cái đèn này rất là sáng, nó giải quyết được vấn đề đấy. Còn đây là phiên bản màu đỏ nhá. Còn Mạnh Phát thì có sẵn màu đỏ và màu đen. Sản phẩm này thì có sẵn tại Hà Nội, Bắc Ninh và Sài Gòn nhé mọi người nhé. Đây, xe rất là chắc chắn này, toàn bộ là nhựa ABS, hàng cao cấp nhé mọi người nhé. Đây, rất là dày dặn và chắc chắn này, được chưa? Tiếp theo, các bạn đi sang con này là một trong sản phẩm mới nhất mà Mạnh Phát đang có nhé mọi người nhé. Đây là mẫu này, cũng là mẫu hoàn chỉnh Mạnh Phát đã bắt giỏ và để cho mọi người quan sát. Mẫu này đã có video đánh giá chi tiết về mẫu này rồi nhé. Mọi người hỏi thêm về mẫu này có thể Mạnh Phát gửi video cho. Con này thì được làm form nhựa hoàn toàn mới, không giống tất cả những cái mẫu trước trên thị trường nhé. Đây mình sẽ để gần cho mọi người xem, gần con hai mắt này. Đây, mọi người sẽ quan sát thấy ngay. Đấy, cái form nhựa tổng thể nó khác hoàn toàn nhau. Cái phần nhựa xanh nó sẽ trùm ra bên dưới này luôn và tem nó sẽ chạy như vậy. Còn những cái con này là nó sẽ là có cái viền nhựa, anh có thể bay ngang cho mọi người xem này. Đây, đấy, thấy chưa? Cái mặt nạ nó hoàn toàn khác nhau này, hệ thống đèn khác nhau này. Đấy, vẫn là mọi người nhìn thấy chưa? Khác nhau hoàn toàn nha. Đấy. Và đặc biệt là phần đèn hậu sau này tôi sẽ quay đi, quay đằng sau đi cho mọi người nhìn. Đấy. Mình sẽ bật khóa này lên. Đây, các bạn nhìn đèn hậu này này. Bật đèn này, đây. Đèn hậu nháy bảy màu rất là đẹp nhá. Cực kỳ nam tính này, rè là sẽ là rè siêu dẻo, nhựa siêu dẻo luôn này. Đấy, hai mảnh rất là đẹp, giảm sóc cũng là giảm sóc cao cấp hơn. Đây, khác nhau nhá. Đấy, con này đang được Mạnh Phát phân phối với giá là 8.500.000 nha mọi người nhá. Đang được giảm xuống còn 8.200.000 dành cho 10 bạn. Đấy, thì hiện tại đã bán được là 8 chiếc, đang còn 2 suất để cho các bạn nhanh tay chọn mẫu này. Nó có màu xanh cửu long này. Đây, màu đỏ đây, màu đỏ đây, anh sẽ quay màu đỏ đây. Nhá, màu đen đây. Nói sơ qua một chút về cái mẫu này nhá. Cái mẫu này thì nó sẽ là phân khúc cao cấp của Mạnh Phát, chìa khóa tích hợp cả chống trộm luôn, rất là sang trọng. Đồ toàn bộ linh kiện là đồ xịn này. IC của xe được trang bị là IC gang đúc nhá. Hàng cao cấp mà chỉ có những đơn vị mà thực sự bán hàng có tâm, thực sự là dám đầu tư thì mới dám trang bị cái IC này thôi mọi người ạ. Còn tất cả không bao giờ có trang bị IC này. Thứ nhất là đắt, khó bán, kén khách. Cái thứ hai là lợi nhuận sẽ ít. Đây mọi người nhìn IC của Mạnh Phát này. Là IC là hàng đúc nhá, cực kỳ cao cấp. Đấy. Cái IC đã gấp đôi, gấp ba là IC kia luôn. Nhựa rất là sang trọng này. Cái cốp đằng trong cũng vậy này mọi người nhìn thấy không? Giảm sóc này. Đây, hàng 7,2 triệu và hàng 8,5 triệu, anh sẽ quay cho mọi người xem luôn. Đấy, khác nhau. Đấy, khá là rõ rệt. Đây. Ngoài hai mẫu này ra thì Mạnh Phát có cái mẫu này cũng bán rất là chạy này. À, có cả màu xanh này đợt trước nhiều người hỏi lắm. Nhưng mà hôm nay lại có màu xanh này. Hàng đây là hàng thanh lý nhá mọi người nhá. Hàng mới chưa qua sử dụng nhưng mà nó là hàng thanh lý cho nên nó sẽ có một vài vết xước nho nhỏ. Tuy nhiên là chắc chắn là hàng chưa lăn bánh là một. Cái thứ hai là bình ắc quy là bình mới, và cái thứ ba sẽ các bạn sẽ được bảo hành là 1 năm. Giá thì cực kỳ rẻ nhá mọi người nhá. Con này sẽ được bán với giá là 5,6 triệu bao ship toàn quốc luôn. Một chiếc xe mới như này, học sinh lớp 5 đến lớp 6 thì đi rất là hay. Con này này, đặc biệt con này này. Hoặc là lớp 4, lớp 5 mọi người đã có thể đi rồi. Bởi vì nó rất là thấp nhá. Đây Mạnh Phát sẽ đạp thử chân trống phụ xuống cho mọi người xem con này này. Đây. Mọi người đã rất là thấp này. Cái yên này hạ xuống rất là kịch này. Anh sẽ quay ngang này. Hạ thêm được gần được khoảng 5-7 phân nữa này. Đấy. Hạ xuống sẽ rất là thấp nhá. Mà con này rất là nhẹ nữa. Đi rất là hay. Giỏ rất là giỏ nhựa rất là đẹp. Rất là cứng nữa. Đây, màu xanh, màu hồng này. Có màu xanh, màu hồng, màu đen nhá mọi người nhá. Xanh, hồng, đen, đỏ. Đấy.
Mẫu này bán cũng khá là chạy nhé. Mẫu này thì rất là phù hợp với học sinh, đặc biệt là các bà đi chợ nữa. Mẹ nội trợ cũng mua rất là nhiều, mọi người mua cho các bà vì đón cháu là đón được hai đứa, một đứa ngồi sau, một đứa ngồi trước, mà đặc biệt là có thêm chỗ dựa đằng sau này, rất là an toàn. Phần để chân nữa cũng được thiết kế chắc chắn. Đấy. Tất cả cái giá con này là 8,2 triệu, con này là 7,2 triệu cũng đều được là bao ship toàn quốc nha mọi người nhé. Đây, còn cái mẫu mà huyền thoại Mạnh Phát là trước bán này được cực kỳ nhiều ưa chuộng, mẫu này nữa này cũng là mẫu 8,5 triệu. Đấy. Đây, mọi người nhìn mẫu này đấy, cũng toàn bộ là linh kiện nhập khẩu, cũng rất là chất, đồ toàn bộ là đồ cực kỳ chất. Con này là tương đương nhau, con này ăn được cái là thị, con màu xanh như Mạnh Phát đang nói là ăn ở cái thị yếu, còn con này nó là bền bỉ, nhồi đồng cối đá và linh kiện đang dễ dàng thay thế từ bất kỳ đâu cũng có. Còn đối với mẫu này nhá, thì hiện tại đang là mẫu rất là mới. Mẫu này thì mọi người nếu mà chẳng may mà nhựa như có vấn đề thì sẽ phải đặt thông qua Mạnh Phát, hoặc là đến sang năm nữa thì mọi người đã phổ cập cái loại nhựa này thì mọi người sẽ dễ dàng thay thế nhá. Còn hiện tại mọi người sẽ đặt qua Mạnh Phát. Kể cả mẫu này thì chắc là cũng phải đặt qua Mạnh Phát thôi, bởi vì trên thị trường toàn là nhựa lô thôi, không có hàng ABS. Con này đang là hàng ABS nữa. Đấy mọi người ạ, xi nhan này rất là to này. Đấy, mọi người thấy khác nhau chưa? Đấy, nói chung là tiền chênh lệch là nhìn đồ nó khác nhau đúng không? Đấy, khác nhau đúng không? Đấy. Ngoài những cái mẫu xe này ra thì Mạnh Phát đang còn những cái mẫu xe cũ rất nhiều nữa. Và ở kho nữa, đây chỉ là cửa hàng để trưng bày cho mọi người xem thôi. Đây, cả mẫu này cũng 7 triệu này. Đấy, giới thiệu qua mọi người mẫu xe mới trước để mọi người. Đây, anh sẽ quay này. Con này đang được bán với giá 7 triệu cũng bao ship toàn quốc luôn, có 3 con thôi. Đấy, con này trước giá 7 triệu 9 đấy mọi người ạ. Bây giờ đang có giá 7 triệu nhá. Đấy, rất là rẻ, cũng rất là đẹp nữa. Mọi người có nhu cầu muốn mua xe này thì mọi người sẽ phải đặt cọc trước 1 triệu nhé. Đặt cọc trước 1 triệu qua số tài khoản Mạnh Phát đã để phần mô tả, hoặc là mọi người sẽ nhắn tin Zalo hoặc là alo trực tiếp số điện thoại cho Mạnh Phát là 085 993 4 số 1 đầu cuối nhé. Mạnh Phát nhắc lại này, 085 993 4 số 1 đầu cuối nhé. Mọi người sẽ alo Mạnh Phát sẽ gửi thông tin số tài khoản. Tất cả mọi thứ mọi người sẽ đặt cọc và chọn đến mẫu xe và màu xe, Mạnh Phát sẽ gửi cho các bạn nhé. Đấy, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Mạnh Phát thời gian vừa qua nhé. Rất là vui vì kênh của Mạnh Phát đã được là gần 6.500 lượt người đăng ký rồi. Mạnh Phát rất mong nhận được ủng hộ của mọi người nhiều hơn nữa và đăng ký kênh ủng hộ nhiều hơn nữa nhé. Đấy, ai mà đăng ký và like nhiều video thường xuyên thì Mạnh Phát sẽ có một món quà tri ân cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Mạnh Phát nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.